Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 10 giờ ngày 18 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Từ khoảng chiều ngày 17 tháng 7, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 6-8 m. Từ sáng ngày 18 tháng 7, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần cao 2-4 m, phía Bắc 3-5 m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định sóng biển cao 2-4 m, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,5-0,7 m, mực nước tổng cộng cao từ 2,3-2,9 m, nguy cơ cao ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường và sóng lớn vào buổi chiều ngày 18 tháng 7. Từ đêm ngày 17 tháng 7 cho tới ngày 19 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-350 mm, cục bộ có nơi lên tới trên 500 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, cục bộ có nơi lên trên 250 mm. Đề phòng mưa lớn với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua, kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ, trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ. Thưa quý vị, kết luận cuộc họp với các bộ ban ngành và các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An để chỉ đạo ứng phó với bão số 1 vào sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao về việc chuẩn bị chủ động và rất tích cực của các địa phương trong phòng chống bão số 1. Phó Thủ tướng nhận định, qua báo cáo của các địa phương, mọi việc đã chuẩn bị rất tích cực, đáp ứng được yêu cầu ban đầu. Các đồng chí có kinh nghiệm trong phòng chống bão nhưng điều này lại khiến chúng tôi lo lắng bởi khi các đồng chí có kinh nghiệm thì dễ nảy sinh chủ quan. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là trong ứng phó bão số 1, cùng với đó cần chủ động linh hoạt phối hợp tốt trong công tác phòng chống bão. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất có thể với mục tiêu là không để thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Vào sáng nay, cụm thi đua số 4 bao gồm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 với nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã phối hợp giám sát trên 8.800 cuộc ở cấp thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã tích cực tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nhiều chương trình như vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân thủ đô tham gia ủng hộ 39,8 tỷ đồng Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, trích 500 triệu đồng Quỹ vì Người nghèo, thành phố hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết tại tỉnh Tuyên Quang, ủng hộ 15 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Từ nhiều năm nay thì cứ vào mùa khô hạn, nắng nóng thì người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội lại lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng dù sống ngay cạnh sông Đà và giữ hai nhà máy nước. Đặc biệt năm nay thì tình trạng khô hạn đến sớm và kéo dài khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng hơn vì phải mua nước với kinh phí không hề nhỏ trong suốt nhiều tháng trời. Nhà có tới 3 chiếc giếng nhưng cũng chỉ đủ phục vụ sinh hoạt mà vẫn phải tiết kiệm. Thế nên, để có nước sản xuất, chăn nuôi, gia đình chị Vinh đã phải đi mua. Ròng rã suốt 4 tháng trời, mỗi ngày chị phải chi đến 1 triệu đồng để mua nước và luôn phải đặt cọc tiền trước, nếu không sẽ chẳng đến lượt. 4 xe là mỗi xe 250 là hết 1 triệu.
coi như là mỗi ngày hết 1 triệu là tháng hết 30 triệu, gần như là phải đặt trước cái xe thì họ mới chở đều như thế, có nghĩa là cứ đến ngày là phải chở chứ không phải hôm nay hết thì mới gọi. Có những hộ là 3-4 ngày không có nước dùng. Dù chẳng chăn nuôi, gia đình bà Phùng Thị Nghĩa ở xã Tòng Bạt cũng phải mua nước để phục vụ sinh hoạt cho 8 thành viên. Mỗi xe chỉ khoảng 3 khối nước nên phải hết sức tiết kiệm, tận dụng để sử dụng nhiều lần. Một xe nước có giá 170.000 đồng nhưng nhà bà đã phải mua tới hơn 20 xe. Gần đây, trời bắt đầu mưa, bà Nghĩa đã tự thiết kế hệ thống này để hứng nước. Tất cả các mái nhà là tập trung tất vào đây. Bắt đầu trời nó mưa là bắt đầu tôi rất như này. Cho xuống đây tiếng 2 tiếng là thao nước. 5 bà cháu, 1 chậu nước. Đấy, muốn tắm lại tắm. Ai tắm sau mà hết thì chỉ có thế đâu. Bởi vì trên tét nó không có nước thì lấy đâu mà xả. Chết hết ngủ rồi. Cho nó chết tất đi. Bây giờ thì cốt lấy nước người ăn. Toàn xã Tòng Bạt có hơn 2.200 hộ với trên 10.000 nhân khẩu. Nhưng hiện mới chỉ hơn 200 hộ có nước sạch để sử dụng. Còn lại đa phần sử dụng nước giếng khơi. Bên cạnh đó, nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở đây còn do dự án nước sạch chậm tiến độ. Theo kế hoạch, phải triển khai từ năm 2018, hoàn thành năm 2020, nhưng do dịch bệnh nên phải tạm dừng. Đến nay thì lại vướng thủ tục pháp lý. Xã Tòng Bạt tôi thì nằm giải ở khu vực 3 km đê Đại Hà. Thế thì công ty nước sạch cũng còn xin cái tờ trình xây dựng cái hệ thống đường ống qua đê thì mới đảm bảo cho toàn các thôn trên xã Tòng Bạt này có cái đường ống và cũng có nước sạch. Hiện mới có 24 trên 31 xã trên địa bàn huyện Ba Vì được cấp nước sạch, trong đó 22 xã được cấp ổn định. Ngoài 3 xã miền núi đang chờ dự án độc lập được cấp phép triển khai, huyện cũng đang tích cực phối hợp với các xã và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống mạng dịch vụ và đồng hồ nước cho người dân. Quý 3 của năm 2023 thì các cái thôn ví dụ như Đông Phượng, Ngọc Nhị, Tân Thành, Vô Khuy sẽ được sử dụng nước sạch. Và giai đoạn 2 là ở quý 4 thì các thôn còn lại của xã Cẩm Lĩnh. Các xã như Sơn Đà, Tòng Bạt, Cẩm Lĩnh và Thuần Mỹ thì hiện nay thì nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực, tập cư mua sắm vật tư trang thiết bị. Đầu quý 4 là các hộ dân, các xã trên này là 100% được tiếp cận hệ thống nước sạch. Có nước sạch, người dân sẽ tránh được tình trạng thiếu nước cục bộ kéo dài và không còn phải mua nước giá cao. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen sử dụng nước giếng sang nước sạch, chính quyền địa phương này sẽ cần phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ dân. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày cuối tuần qua, Trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, huyện Thường Tín đã tổ chức ngày hội tư vấn lựa chọn môn học định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó có sự lựa chọn khối học và môn học phù hợp. Là một trong 5 ngôi trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thường Tín, năm học 2023-2024, trường trung học phổ thông Vân Tảo chia các khối học theo định hướng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nghệ thuật và chia lớp học định hướng theo mức độ nhận thức của học sinh, đặc biệt là xây dựng mô hình giáo dục định hướng nghề nghiệp. Thông qua ngày hội này và các cái ngày tiếp theo thì các học sinh đặt ra được cho cái mục đích, cái mục tiêu học tập của mình trong 3 năm ở trường trung học phổ thông Vân Tảo và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có định hướng học tập cũng như là nghề nghiệp cụ thể. Đây là năm thứ 2 trường trung học phổ thông Vân Tảo tổ chức ngày hội tư vấn lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp, giúp cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về ngôi trường cũng như phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới để có lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai. Qua buổi này thì bản thân và tôi và con tôi là đã xác định rõ để lựa chọn những cái môn học và xác định rõ được cái nghề nghiệp trong tương lai. Buổi tư vấn ngày hôm nay đối với em có ý nghĩa rất to lớn vì qua buổi tư vấn này em đã xác định rõ được nghề nghiệp của mình trong tương lai. Cùng với việc làm thủ tục nhập học lớp 10, việc lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với sở trường, năng lực, đúng định hướng nghề nghiệp trong 3 năm học trung học phổ thông chưa bao giờ là dễ dàng với nhiều phụ huynh và học sinh. Sự hỗ trợ đồng hành của nhà trường đang giúp cho việc khó này trở nên thuận lợi hơn. Khi mà thực hiện cái chương trình giáo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần vừa qua, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 7, Hà Nội ghi nhận thêm 291 ca mắc mới sốt xuất huyết, cao gấp đôi so với vài tuần trước đó, không có ca tử vong. Các ca sốt xuất huyết mới ghi nhận tại 29 quận huyện thị xã, trong đó một số quận huyện ghi nhận nhiều ca bệnh như Thạch Thất 47 ca,
Hoàng Mai 31 ca, Bắc Từ Liêm 29 ca, Thanh Trì 16 ca, Phú Xuyên 15 ca. Số ổ dịch sốt xuất huyết ghi nhận trong tuần qua là 22 ổ dịch tại 10 quận huyện, trong đó các quận huyện có nhiều ổ dịch là Hoàng Mai 8 ổ dịch, Nam Từ Liêm 3 ổ dịch, Bắc Từ Liêm 3 ổ dịch, Đan Phượng 2 ổ dịch. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2023 cho tới nay, thì Hà Nội đã có tổng số 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 285 trên 579 xã phường thị trấn. Cũng từ đầu năm cho tới nay, thì toàn thành phố đã ghi nhận 72 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện nay thì còn 27 ổ dịch đang hoạt động, trong đó có một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất 160 ca, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín 24 ca, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất 29 ca, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm 11 ca, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên 9 ca. Trong thời gian tới thì các ổ dịch mới vẫn có thể phát sinh thêm, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch phức tạp như mọi năm.